Trời ơi, còn tính tiền nữa hả? Pha loại còn tính tiền. Lôi của em nghe điện thoại em cũng để ý. Cà phê em ơi. Có 4 ly cà phê sữa anh ơi. Cà phê sữa hả? Dạ. Ok, đợi anh xíu. Hết bao nhiêu tiền luôn em gửi luôn. Của em hết 60. Đây 60 luôn. Rồi, ok, đợi anh xíu nhá. Làm tranh thủ của em cái. Rồi, ok, đợi anh xíu. Anh gọi hoài vậy. Alo. Rồi, từ từ. Đang làm rồi. Làm gì gấp dữ vậy? Từ ta, phải sắp xong rồi. Ừ vậy nha. Trời ơi, thì đợi chút xíu sao đâu. Rồi, ta đang làm đẹp với em cái. Rồi, biết rồi. Rồi, em ơi, cho anh gặp em ơi. Rồi, đây, cà phê đây rồi. Trời ơi, em cầm sao ơi. Ông này, đưa cà phê kiểu gì vậy? Trời ơi, đưa cà phê tận tay cho em mà em cứ lo nghe điện thoại. Trời ơi, rớt 2 ly rồi, giờ sao uống anh? Do anh đưa em kiểu gì ấy? Anh đưa ra ngoài, do em nghe điện thoại em không để ý đó. Anh đưa tay cho em nè, em cầm vào. Đúng không? Đấy, không tiền rớt. Đó là do em à? Do em lo nghe điện thoại à? Cái điện thoại gì? Điện thoại em nghe điện thoại kệ em chứ. Anh đưa sai do anh. Không giờ 2 ly sao em uống đây? Mà không, giờ anh pha 2 ly nhưng mà anh tính 1 ly, được không? Trời ơi, còn tính tiền nữa hả? Pha loại còn tính tiền cho anh. Em nghe điện thoại em cũng để ý. À, lần sau không mua nữa đâu.